Kỳ lạ, vị hoàng đế chỉ thích ăn chơi, nhìn thấy trộm là vờ như không biết. Vị hoàng đế này là Lý Cao Tông, tên thật là Lý Long Trát, lên ngôi ở tháng 7 năm Ất Mùi, năm 1175, khi đó mới hơn 2 tuổi. Là một trong những vị vua lên ngôi sớm nhất trong lịch sử Việt Nam. Lúc còn nhỏ, Lý Cao Tông là người ngoan lành, lại được các trung thần tài năng phù giúp. Nhưng khi lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền, thì lại sinh ra ham mê săn bắn, chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân xây dựng nhiều cung điện, bắt trăm họ phải xây dựng phục dịch nên trộm cắp nổi lên khắp nơi. Để có tiền thỏa sức ăn chơi, Lý Cao Tông đã trở thành vị vua duy nhất của triều Lý công nhiên cho mua quan bán tước. Một lần, Lý Cao Tông ngự giá trên hoàng thành, bỗng phía dưới chân tường xảy ra vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày. Người mất của kêu la mong